Xin chào anh em, mới buổi sáng nha, nhận con V6 quá cao, quá là ghê luôn, bể nát luôn anh em. Còn cái màn phản quang không à, không còn nữa, vẫn còn rung. Rồi mình tiến hành thay cái màn hình con này nha. Con này có A6 Samsung. Rồi, tiến hành tháo cái màn cũ ra nha anh em. Bể quá ghê, còn miếng nhôm thôi, không còn nữa hết anh em. Vệ sinh sạch nha. Vỏ này nó bị quá là cũ kỹ à. Ok, đây màn hình mới nha anh em. Rồi, mình đã chuẩn bị một cái màn hình mới rồi. Giờ tiến hành lột cái siêu và dán màn hình ra nha. Máy này anh em mà vặt vặt á nha, tự làm cũng được anh em. Tự ở nhà mình làm cái khâu này cũng rất là đơn giản, không có gì khó hết ha. Quan trọng là anh em khéo tay tí. Cho keo vô. Rồi, ok. Cái này nó hơi khó bấm. Ok nha anh em, dán màn. Rồi anh em quấn cái xu lại, chờ nó khô nha. Ok nha em, nói chung cảm ơn, ok hết ha. Đấy,
Rồi anh em chờ tầm nửa tiếng nha, nửa tiếng 20 phút đó cho nó khô keo rồi anh em tháo ra là xài nha. Rồi thằng ái chào cả nhà nha, hẹn anh em clip ngày mai tiếp tục clip khác nha.